Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Hôm nay thì mình sẽ đi bẻ sả, đi làm món tàu hũ chiên sả ớt nha các bạn. Đây bây giờ thì mình sẽ bẻ cái sản sả này. Đi một tép đi nha các bạn. Rồi. Đây. Giờ thì mình sẽ đi qua đây để bẻ ớt. Sả lúc này thì mình cũng đã hái vô rồi. Tiếp theo là mẹ mình đang bằm sả. Tiếp theo thì mình sẽ xắt tàu hũ. Tiếp theo thì mình sẽ ốp cái phần tàu hũ. Đầu tiên là mình sẽ cho một muỗng bột ngọt vào. Sau đó là một muỗng tương ớt. Một muỗng nước tương. Tiếp theo thì mình sẽ trộn đều lên để cho mấy cái bột ngọt nè, tương ớt rồi nước tương nó thấm đều vào trong tàu hũ. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần sả và ớt lúc nãy đã băm nhuyễn vào. Và mình sẽ tiếp tục trộn đều lên. Phần tàu hũ lúc này thì mình cũng đã ướp xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đợi khoảng 20 phút để cho những cái gia vị thấm đều vào trong tàu hũ, rồi mình sẽ đem tàu hũ đi chiên. Tiếp theo thì mình sẽ chiên tàu hũ. Đầu tiên là mình sẽ cho dầu vào. Sau đó thì mình sẽ cho tàu hũ vào chiên. Ghế miếng tàu hũ luôn.
Lúc này thì tàu hũ nó cũng đã vàng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chở tàu hũ lại. Quá thơm luôn rồi. Quá thơm mùi xả rồi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Tàu hũ lúc này thì cũng đã chín rồi. Giờ thì mình sẽ lấy tàu hũ ra. Đây mình sẽ gấp miếng tàu hũ ra nha các bạn. Gấp là ngon luôn. Như vậy là sau một khoảng thời gian làm món tàu hũ chiên sả ớt thì món tàu hũ chiên sả ớt của chúng ta đã hoàn thành rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử miếng tàu hũ chiên sả. Đây. Tàu hũ chiên sả thì các bạn có thể ăn kèm với bún nha. Nhưng mà tại mình thích ăn món tàu hũ chiên sả này thì mình thích ăn với cơm. Nên mình sẽ ăn chung với cơm. Tàu hũ giòn giòn rất là ngon luôn. Clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình sẽ giúp các bạn làm thành công món tàu hũ chiên sả ớt này nhé. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like cho mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.